Hãy đón xem show Mở Chuyện Hẹn Hò phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 5 trên kênh YouTube VShows. Mình tên là Học, học sinh ý. Cái tên nghe có vẻ lạ ha, nhưng mà ngoài lạ ra mình còn thú vị nữa. Mà thú vị như thế nào á, mình sẽ bật mí sau nha. Công việc của mình là influencer trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và mình còn là mẫu ảnh nữa. Ngoài ra mình có một cái sở thích, đó chính là mang lại tiếng cười cho mọi người bằng cái năng khiếu vốn có của mình. Thời đi học á thì từng có một chàng trai đối xử tốt với mình á, khiến cho mình rung động. Trời đẹp trai lắm, mà còn đúng gu mình nữa. Hai đứa từng có những cái cử chỉ hành động rất là dễ thương. Mình còn giống như một cái đồng hồ báo thức gọi bạn đó dậy đi học vậy đó. Thời gian trôi qua thì mình và bạn đó vẫn không có kết quả. Mình vẫn là cái người đơn phương. Và bạn đó thì có nhiều bạn gái sau đó nữa. Bạn đó có nói với mình một câu á, là tụi mình không thể tiến xa hơn được nữa đâu. Sau ngần ấy năm theo đuổi, câu nói đó khiến cho mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Thôi thì gạt lệ chua cay, có đau đớn thì mới mau lớn, đúng không mọi người? Mình tin rằng hôm nay á, mình sẽ tìm được cái mảnh ghép vừa vui vẻ và nhây nhây giống như mình vậy đó. Dạ, em hơi run nên chị có thể nói em cảm ơn chị Tú nhiều. Xinh quá à. Chào em. Dầm chào anh. Dầm chào anh. Khoan, chào lại. Audio với video hình như nó chưa khớp. Chào em. Em chào anh Thành. Em này thiên biến vạn hóa nha. Novita đó. Novita cha hạ. Bà có thể tự giới thiệu về mình không? Xin được nghiêm túc giới thiệu với anh Thành, chị Kỳ và chị Tú, anh Luân cũng như là Đức Phúc. Em tên là Hoàng Học. Học trong học bài á, thì cho nên là em mới đổi cái danh xưng của mình thành là học sinh bằng cái cách chơi chữ luôn. Mối tình mà nãy em kể trong clip á, cách đây bao lâu rồi nhỉ? Lúc em còn đi học ở cấp 3 á, là em yêu thầm bạn đó. Mà bạn đó cũng đối xử tốt với em nữa, cho nên em bị rung động á. Thời gian trôi qua thì em vẫn cứ là người yêu thầm thôi. Nhưng mà hai đứa cũng có nhiều cái hành động cử chỉ rất là dễ thương. Nó không có rõ ràng, nó mập mờ. Câu nói á, trên cái đoạn intro chỉ là một trong những câu nói khiến đau lòng. Và cái câu nói đau lòng nhất á, là cái câu mà mày đâu có đẻ con được cho tao đâu. Bạn đó nói với em, nhưng mà em nghĩ là chắc lúc đó bạn đó muốn từ chối mình, muốn cho mình từ bỏ thôi, chứ không phải là cái bản chất bạn đó nói như vậy đâu. Khi mà bạn ấy kể thì mới thấy rằng là quay ngược lại chính là cái bạn trai kia. Tại sao bạn trai kia từ đầu không có rõ ràng và lại để mập mờ cái chuyện đó trong tận mấy năm như vậy? Bạn ấy cũng có lỗi rất là nhiều. Em rất là khó nói tại vì em đã từng ở trong một cái trường hợp như vậy. Chị cảm nhận là em yêu đơn phương. Và khi em yêu đơn phương, em yêu thầm á, người ta nhắn tin cho mình á, mình coi trọng tin nhắn đó lắm. Đọc tới đọc lui, thậm chí là chỉ cần một cái phải của ta thôi, bắt đầu xin sao ta, sao phải chỗ này. Ủa, hả? Vậy xong rồi chỉ cần người ta hỏi là khỏe không này là rưng lên. Em nhắn tin cho bạn đó mà em quên gửi cái sticker thôi, em thấy là chết rồi, mình có cọc quá không ta, em phải gửi một đống đó, sticker. Nhưng tính mà bạn nó nhắn cho em ngắn ngủn như gì, do mình quá yêu người ta và mình kỳ vọng quá nhiều. Dạ. Nhưng mà em biết khi một cái người đàn ông họ không yêu mình, họ rất là vô tư vô tâm, nhiều khi họ coi mình như một đứa bạn, cái đứa truy kỷ thôi. Em cũng không biết nữa, nhưng mà em cảm giác là bạn đó cũng có hơi thích em, nên là em có bao giờ là em ngộ nhận không, hay là em ảo tưởng ta? Xinh đẹp như vậy rồi, cái cách mà những anh chàng nó tiếp xúc với em như thế nào, có không? Có. Thấy cô này rất là tự tin và rất biết điều khiển trong tình cảm, rất biết rằng là mình đang có cái gì. Biết cái gu mình luôn. Biết luôn. Em thích đẹp trai mà thích ai phủ với em nữa. Nói chung gu thích chinh phục. Dạ đúng không? Phủ nha, đàn ông phủ nha. Mày phải đẹp trai nha. Đẹp trai men phủ, ok. Cần nha. Đã nắm thông tin. Hiện nay con bé nó hơi nghiêng về cái gu của Minh Tú. Minh Tú, tôi nghĩ các cái gu này form. Không, bạn này hơn em cái là bạn có gu. Còn em không có gu luôn. Thật ra vàng này ngồi cũng cho vui thôi. Kinh nghiệm của vàng dưới đây chưa chắc chưa bằng. Chắc nhiều khi là thấy ngồi cho vui à.
Bây giờ em đã sẵn sàng để bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Đón xem Người Ấy Là Ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 từ ngày 20 tháng 5 chỉ có trên HTV2 The Channel. Người Ấy Là Ai. Cái gì? Tự nhiên giờ em cảm thấy em tự nhiên có người yêu hơi sớm á. Ờ đúng rồi. Có những cái mình nên phải thử qua. Yeah. Là sao bây giờ? Còn kịp không? Kịp và anh chưa chốt. Cái lifestyle của anh này lại rất là thú vị. Từ cái xe anh xuất hiện á, xong rồi bận cái bộ vest á, tự nhiên lúc đó em xin lỗi em quên bạn trai em nhà luôn á. He's a vice president of a school. Oh my god. Cái Hadi rất là mê đàn ông nào mà nói chuyện bản lĩnh. Trời ơi, nghe cái là muốn yêu liền luôn á. Bạn đó có vợ hay là có bồ thì em không còn biết, em muốn là anh ấy là độc thân. Mà em nghĩ anh nên độc thân để ít nhất anh sắp xếp lại cuộc đời của ai đó. Trong đó có em. Cái gì vậy? Tôi đề nghị những cô gái màu đỏ của chương trình hãy tự trọng và nên sắp xếp lại cảm xúc của mình. Một cái năng lượng dám tắm trước mặt người khác. Cởi áo đồ, bung bọt đồ. Cái nét đó đâu phải ai cũng dám vậy làm. Cái nét đó nếu mà bung bọt mà cởi áo tôi xin khẳng định luôn. Ờ không nha, người ta bung bọt cởi áo theo cái kiểu rất là... Em chọn của em đi, em kiếm chuyện với người ta làm chi. Em chọn độc thân. Ừ. Em bị băn khoăn nha anh, có một cái chi tiết đó là lúc mà chàng trai nhìn lên lầu á, có cái bàn tay thực sắc như liệu có phải là ám hiệu của chương trình hay không? Bà ơi, dạ ơi, cái gì mà không có chính kiến gì trơn vậy trời. Quang Trung, đánh hơi anh coi. Màu gì? Cái nét ngại đó nhiều khi cũng là đã có chủ à. Thôi chọn độc thân đi. Ủa gì kỳ vậy? Cho có nhiều hy vọng. Bắt đầu thấy ngớ ngẩn như anh Thành nói. Không, chị đừng dùng từ ngớ ngẩn. Nó vô tri. Vô tri là của em rồi. Bây giờ em phân vân quá, không biết là cái này hay là cái này. Bởi vì một người hoàn hảo như vậy đến giờ vẫn chưa có một mối tình thì đó người ta khó tính. LGBT người ta cũng được quyền có mối tình chứ mắc gì không. Thôi. Tự nhiên cái suy luận vậy à. Ủa sao kỳ vậy? Sao không có chính kiến vậy? À không, trời ơi, làm gì vậy? Cũng vừa thôi dạ. Ôi, với cái suy nghĩ nông cạn và non nớt của Quang Trung thì em nghĩ bạn này đã có chủ. Khán giả nói bà nữa kìa. Khán giả thấy chị non nớt dần rồi đó. Người ta nói là không ai tắm trên một dòng sông hai lần thì em nghĩ bạn này độc thân. Con sợ là nó sẽ có cái gì đó là không hợp, bất đồng quan điểm. Nên em là không muốn đưa cái bảng màu xanh này để bạn nữ phải đắn đo và dơ luôn hẳn cái bảng màu đỏ. Nhưng mà băng ơi, băng đâu thể nào quyết định một mối lương duyên mà ông trời chưa định. Ủa gì chứ, kêu lên đây ngồi cố vấn chi rồi ông cho dơ. Đúng rồi. Mình chỉ cố vấn thôi. Thì cố vấn thì nè. Cố vấn. Thì ông có một bảng tự ông dơ của một bảng ông đi. Đâu có lấy cái này của ông dơ lên đâu mà ông đản. Ai da. Mấy mình mời người khác phát biểu đi anh ơi. Quy nhớ là cái bè này nó vững chắc lắm. Nghe nói hai người là bạn hả? À? Ông gì bạn gió chiều nào theo chiều đó không? Trời ơi. Thì em nghĩ là độc thân đó. Em cho một bọn vì đấy là đồng hướng của em. Sướng giỏ cho nên con người ta sắn chặt và chiều đừng được nhiều lắm. Sướng giỏ cỏ giỏ hằng quả sướng. Trời ơi, sướng hằng mềm xuống. Không nghe người ta nói à, bóng gió là có gió là có bóng. Bóng gió là có bóng. Chiều sâu hơn nha. Lo cho con bé ở xa nữa. Anh lo chuyện địa lý không vậy? Không phải, tại vì mỗi lần mà đi thăm người yêu cái bé nó sẽ nhớ lại kỷ niệm xưa đó. Cũng đang ngày xưa yêu xa. Đúng rồi, bị ám ảnh đó em. Anh làm ở sân bay, sân bay bay nhiều chuyến mà. Những người làm ở sân bay mà tối ngày lo đi bay không phải ai làm ở sân bay. Đúng rồi, bé này cũng bay một lần nữa thì cũng là một cái trải nghiệm khác. Săn lên, bây giờ vé máy bay lên giá nữa. Ủa sao bàn ra? Cái anh ơi, đây? Người ta tới, người ta có quyền nói ý kiến của ta. Nhưng mà vấn đề nãy giờ anh Bình làm như muốn lấy nữ chính hay sao á? Đúng rồi, chính xác. Đúng. Có anh miền Nam nên anh tới với chị đúng không? Đúng rồi, dữ vậy. Cái này anh dữ vậy. Anh cố tình. Hôm nay là show đầu tiên Người Ấy Là Ai có một sự thay đổi ngoạn mục thưa quý vị. Một sự trải nghiệm đặc biệt đó là nhân vật chính là một nam. Wow.
gái. Đón xem Người Ấy Là Ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 từ ngày 20 tháng 5 trên HTV2 V Channel. Hãy đón xem show Mở Chuyện Hẹn Hò phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 5 trên kênh YouTube V Shows.